Đô Lam Kê Em Thảo gửi một lời chào trân trọng nhất tới toàn thể các bác làm vườn. Chuẩn bị dịp Tết đến xuân về, và đây là một bộ đục rất cần thiết dành cho các bác nhà mình làm cây. Với những bộ đục này thì em sẽ chi tiết và sau đó sẽ báo giá để các bác nhà mình nắm bắt được. Gần đây thì em đã mài được đục thủ công, một cái dòng đục mà em đăng tải được các bác ủng hộ rất chi là nhiều. Dòng đục chất liệu thép híp, tông nghiến. Và ví dụ như các bác mà cần đục nhập khẩu thì em sẽ có 3 bộ cho các bác nhé. Để đầu tiên các bác muốn xem về bộ đục thủ công này trước có đúng không ạ? Em hãy chi tiết luôn để các bác nhà mình nắm bắt này. Bác nào đã mua rồi thì cho em xin một bình luận ở video này nhé. Bởi vì em gửi cho các bác nhiều và được nhiều lời khen quá. Cũng rất nhiều những cái bình luận em chụp lên để gửi tới những bác khác đang tham khảo cái dòng đục của đơn vị em. 10 chi tiết khác nhau này. Có cây doãn này, cây móng hớt này. Đây là cây thẳng này. Đây là cây móng này. Đây là cây thẳng. Móng hớt này. Đấy, và một bộ thì em đã bọc hết như thế này, nó đều như nhau hết đây nhá. Đấy, để các bác nhà mình quan sát thật kỹ thì đây là cây chéo được các bác rất chi là ưa chuộng. Đấy, một cây đục này thì chất liệu của nó là nhíp rèn, tông nghiến già, rất chi là chắc chắn. Đấy, và giá thì là bao nhiêu? Em cũng sẽ báo luôn để các bác nhà mình nắm bắt được. Bộ đục thủ công này thì đơn vị em mài ra, cho nên là giá sẽ rất chi là tốt để gửi tới tay các bác nhà mình. Hôm nay đợt trước thì bán là 450.000 trên một bộ. Và vào dịp xuân tới này đơn vị em sẽ giảm 100.000, là còn 350.000 trên một bộ. Bộ đục này siêu sắc nét nha các bác nhé. Nó không phải như những cái dòng đục bình thường đâu các bác ạ. Bởi vì nhà em làm toàn là kỹ thuật. Đấy, giá sẽ là 350.000 đồng và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Một bộ gồm có 10 cây em sẽ bó như thế này. Đấy, và tiếp tới là tới đục Đài Loan. Đục Đài Loan thì đây là mẫu đục mili. Và em nói về chiều dài để các bác nhà mình nắm bắt được nhé. Chiều dài của cái bộ đục thủ công này nó rơi vào là 22 cm. Đấy, còn với bộ đục mili này thì nó chỉ là 17 cm thôi, chưa được một găng tay của em. Đấy, và bộ đục này thì nó sẽ có 6 chi tiết khác nhau. Thẳng móng doãn sẽ có đủ hết để các bác nhà mình. Cái này các bác có thể sử dụng làm bằng tay đấy, cầm bằng tay để quét, làm sẹo cho cây. Đấy, và bộ đục này thì tay của nó rất chi là chắc chắn và đóng cực kỳ là tốt. Và những cái phần nhíp này của nó to các bác ạ. Cái đục này gọi là đục nhập khẩu nhá. Thì bộ đục này em đang gửi cho các bác, giá sẽ là 400.000 trên một bộ và em sẽ miễn phí ship trên toàn quốc. Đấy, và tiếp tới là tới bộ đục Nhật đi. Đục Nhật này thì em vẫn quay cho các bác nhà mình xem nhá. Tất cả tên nó sẽ trên thân đục như này này. Thì hôm nay một bộ đục thì em sẽ nhặt là 5 cây. Và với 5 cây đục này thì giá của nó sẽ là 600.000 trên 5 cây này. Sẽ khác nhau hoàn toàn nha các bác nhé. Đấy, rất nhiều bác là xem là bị nhầm bộ này sang bộ kia. Nhưng mà đây là một video chi tiết nhất để các bác nhà mình nắm bắt được. Và cuối cùng là tới đục Đài Loan. Thì cũng cho em xin phép giới thiệu một chút về cây em Thảo. Hiện tại thì em đang ở Tân Yên, Bắc Giang. Đấy, với những cái dụng cụ này thì đơn vị em sẽ ship gửi trên 63 tỉnh thành của đất nước. Và em sẽ giao sỉ nhé. Bác nào đang muốn lấy những bộ đục này về bán thì cứ liên hệ trực tiếp với em. Em sẽ tư vấn và sẽ gửi tận nhà các bác với cái giá tốt nhất để các bác mình bán ra có lời. Đấy, và đơn vị em là một chuyên về tất cả các loại kìm kéo cưa. Đấy, khi các bác xem được video của em rồi mà đang quan tâm, nhớ cho em xin một like, một chuông và một lượt đăng ký kênh ở nút đỏ ngay cạnh góc màn hình. Để mỗi khi em đăng tải video nào về những cái dụng cụ chất lượng các bác sẽ đều nhận được thông báo để lựa chọn những cái dụng cụ hay. Đấy, và cuối cùng là tới bộ đục Đài Loan các bác ạ. Đây là bộ đục Đài Loan thì em đã sắp ra là có 6 cây, 6 chi tiết khác nhau. Đấy, có cả cây tỉa nữa các bác nhé. Thì với bộ đục 6 cây này em đang gửi tới các bác, giá sẽ là 600.000 6 cây. Và em sẽ miễn phí ship. Đấy, dùi đục nghiến già 100.000 một cây nha các bác nhé. Cái này các bác dùng chả bao giờ hỏng được. Đấy, và với bộ đục này thì đều đã được miễn phí ship hết rồi. Đấy, bác nào mà đang quan tâm và muốn tham khảo thì hãy gọi điện trực tiếp tới đầu số điện thoại trên màn hình. Và số điện thoại nhà em thì có Zalo để các bác nhà mình vào em gửi mẫu các bác xem chi tiết, sau đó là đi tới đặt hàng. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.